cái hình ảnh nó làm cho mình cảm giác như thế. Còn tại sao, Ê, Vin. Không, tôi là gọi nó để này sang trại cho chủ đón cún về Hải Phòng và Hải Dương. Đây là đống đồ để cho hai cún về nhà mới. Đây, nghe thấy tiếng chó sủa rồi đấy. Ơi, xe của học Hải Dương đây rồi. Lượng Hải Phòng. À, hai thằng đậu xe theo hết. À, chào cả nhà nhá. Ờ, thế là Lộc đâu? Chủ đến trước. Ờ sao cho mới cho một con vào thôi hả? Con vừa em vừa đem. Để lau trước hả? Vâng. Vừa lau qua. Thế ngồi uống nước tí ra vườn chơi. Vâng. Đây cho mọi người ra cho được ra cho mọi người chơi với chúng nó tí. Ôm nó cho vào đi. Kỳ ơi, Kỳ bị dở hơi hả? Có phải không? Có phải Kỳ bị dở hơi không? Cho Kỳ ra trước nha. Nào vào mở ra. Chú ở đây thoải mái, đi vào. Ờ vào đi, vào mở ra, yên tâm đảm bảo cắn tới đền, không phải lo. Em sợ cắn cái mở ra bây giờ. Kỳ ra đây chơi. Ờ. Thôi Kỳ ơi. Đánh đấu ấy. Nó ra chúng nó cho chúng nó ra ngoài đi vệ sinh cho nên là ra chúng nó sẽ đi vệ sinh. Ờ. Đây ôm con chó năm mấy cân xem nó như thế nào. Nuôi được thì sau nó phải sàn sàn như thế này. Đây là mùa hè là nuôi sẽ để chúng nó gầy. Bởi vì là để chúng nó gầy thì nó sẽ khỏe chó hơn, nó đỡ. Con này là con thắng con đốt thái đây. Ờ, chụp hình check in. Ồ. Nếu không được thì báo em viện cho. Ờ, Kỳ ra chơi với mọi người đi. Ra chơi với mọi người đi Kỳ. Đi đâu rồi? Ra đây. Để lau cái mặt đi cái nào. Thì Kỳ là hôm nay con Kỳ cho nên là Kỳ được ra trước đấy nha. Tí là ra rồi mấy đứa kia ra thì Kỳ đừng có kêu đấy. Lau mặt. Từ. Lau mặt đây ra nào. Ngồi nhắc đi. Nào. Nào chứ. Quả này quả mắt ra. Nó nuôi quả này khả năng rậm mà nó rậm. Đây là mấy hôm nó nóng quá cho nên là chưa có cắt được đi chứ còn không là phải cắt đi. Ừ, nuôi quả nó mềm mại cơ thì nó. Thì cái quả này nó lan chứ trồng quả này trồng quả này mà. À. Trồng quả thấp kia. Đây. Kỳ ngồi xuống thế nào, Lộc phải gọi. Nào Kỳ. Kỳ hấp chưa? Phải. Giờ hơi. Ok. Đó, tôi thấy con nó cứ nhồm nó xuống này. Nè. Phê này. Phê nhìn chim không? Thế là đấy là khi mà nó phấn lên nó phê nó thế. Hưng phấn mà. Kỳ ơi. À. Quả bưởi mà cắn vào là gì đấy? Ra đây. Kỳ. Nhìn đây là của
Đấy, không bóp lên áp bóp đờ nhé. Có ông nào chụp với nó thì cứ ôm nó chụp thôi. Nếu như bình thường nhá, mà vào khu vực chuồng của nó ấy, thì xù lông dạng ngay. Nhưng mà chủ đứng đấy bảo vào mở thì là ok, mở là khi ra ngoài chơi thôi. Là chúng nó hiểu cái đấy, là những cái đấy là chúng nó hiểu hết đấy, chứ không phải chúng hiểu ý nghĩa, là hiểu tiếng của mình. Thì ăn xin tình thương hả cái. Xin tình thương hả Kỳ ơi. Nằm đây nào Kỳ ơi. Kỳ đi đâu? Đi chơi đâu? Đây à. Mình kèo máy bay suốt. Thì đường lên của máy bay rồi. Cứ 3 phút một phát, phút rưỡi. Đang ngồi đây cửa, ngồi sang bên này. Vứt đâu? Ôm nó nhá. Ôm nó để còn hai bố con được kiểu. Đấy. Phải giữ, một người giữ chứ không đứng dậy cái là nó phi ra đấy. Đấy còn ông nào chụp hình hộ chụp. Phải một người giữ vai đấy nhá, Kỳ nằm yên đấy. Nằm yên. Kỳ nằm yên. Nào, con ngồi sang đây. Nằm yên. Bảo phải ôm giữ nó. Cứ ôm giữ thoải mái. Sao ôm thì cứ ôm thoải mái thế, không có phải sợ không? Kỳ đây. Sợ. Đang bữa đang nằm tự do. Đang nằm tự do thì vẫn phải lấy tay đỡ để mà đảm bảo chắc chắn là nó không phi lên, bởi vì đi phát nó bắn đít ngay. À, nằm im. Ngồi im. Đây, cứ ôm ngực nó. Ừ. Rồi, ok. Đấy, yên đấy. Cứ ngồi đó. Đấy. Đấy. OT. Nhìn lên gà, nhìn mẹ anh gà. Nhìn đi. Được chưa? Hôm nay cho người mẫu Loki chụp hình, lượng có vào thì vào. Có em với cái gà. Rồi chốc mưa rồi gửi ảnh qua Zalo cho nhau. Không thì cứ gửi vào cho các bác ở miền Nam, các bác ấy không có trực tiếp các bác ra được, các bác ấy thèm. Vin ơi. Vin. Nhìn cái kiểu nhìn nó lực hơn đúng không? Nhìn là nó là Vin, nó gọi là Vin lực sĩ, Vin lực điền mà này. Cái đấy phải khi nào mà ra nhìn con chó thực tế thì mới nhìn nó thấy là cái kiểu nó khác, cái kiểu người nhìn nó cảm giác như nó dày, nó lực hơn. Con này là dày thì thôi. Vin là Vin lực dài. Trong cái mặt thế nào? Úi giời, Long ơi. VA gửi sang là nhỏ chưa? Nhỏ rồi. Nhỏ rồi. Hôm nay nó đang cái đồ gì nó bắt đầu. Đi này. Nhỏ đấy. Nào, nhẹ nhàng. Chết rồi đấy. Ôm nhau tí rồi chứ. Đây có thích chụp hình thì vào đây ôm Vin, chơi Vin này. Bắt đầu. Ôm cổ, đã chụp là ôm như thế này, ok đấy. Thoải mái đi. Đây. Lộc gọi Vin đây để cho Vin chú ý đi, gọi nhẹ nhàng thôi. Vin đi ra. Vin. Đi rồi. Bỏ không? Vai chủ
chụp hình với này người mẫu Vin không? Người mẫu Vin hôm nay hơi mắt đang hơi kèm nhèm. Người mẫu Vin làm sao mà hôm nay mắt này hơi kèm nhèm này hả? Là hai con này sẽ thấy là hai con nó đều nhanh nhưng mà con này nhìn cái kiểu người nó lực hơn mà phải ôm nó rồi chúng nó kéo thì biết nó khỏe như nào. Mỗi con nó mỗi con nó kiểu nếu mà tính ra hai anh em nó đều thắng nhiều, cả con này cả con Loki. Con Vin này thắng nhiều hơn con Loki. Cho Vin nghỉ không cho Vin thi nữa thì cho Loki đi thi, là cho Vin ở nhà. Nhưng mà tính Vin cái người của Vin này là bọn Tây này nhìn nó hãi luôn. Thì giống chó này nó gọi là giống chó làm việc nó cần khỏe. Người ấy thật khỏe. Bởi vì nếu mà xoa rồi giật lại là nó hiểu là đang đùa với nó thì là nó sẽ đớp tay, nó đớp giả vờ thôi, nhưng mà cái răng của nó sắc cho nên là có thể là nó cũng làm xước tay. Tuy là nó đớp giả vờ, tức là nó đớp là nó đớp theo kiểu chơi đùa, cho nên là xoa cho nó là xoa cái khoát không đủ. Bởi vì là yên tâm là chúng nó sẽ không bao giờ cho nó cắn mình cả. Chỉ có những con chó lạ mà nó cắn thì nó sẽ phù lông lên. Nếu còn bình thường mà nó vui vẻ thì không có con nào nó cắn cả. Là cái đấy là yên tâm, chơi với chúng nó là cái chơi thoải mái luôn, không phải nghĩ gì cả. Lông trắng ở đấy lao vào mà chưa bà tuổi rành, coi như là vừa mới hết tuổi lớn. Hết tuổi lớn à, được là ba tuổi rưỡi mới hết tuổi lớn. Cái thì cứ tính là cái khoảng tầm 3 tuổi là hết tuổi lớn, mà được là 3 tuổi rưỡi. Cái thì con nào mà nó lớn sớm thì 2 tuổi rưỡi hết tuổi. Chứ Việt Nam mình là nhiều người là cái đấy là bị nhầm, cho nên là có khi là con chó mới 4 tuổi đã bảo chó già. Mẹ vừa mới lớn hết xong. Con được 3 tuổi rưỡi, và nếu mà theo dõi con Vin này nhá, 2000 đầu 2018 người nó mỏng thôi. Cuối 2018 người nó mới dày. Tức là đấy nó mới là giai đoạn phát triển bề ngang của nó. Người nó gọi là Vin lu, người như vậy. Gọi là Vin mình chấm, là cái kiểu người này nó khỏe lắm. Khi mà xem ở trên video thì nhìn cái con chó nhìn nó nhỏ thôi. Thì nhìn trên video nhìn nó nhỏ bởi vì là cái hình ảnh nó làm cho mình cảm giác như thế. Còn tại sao khi trên video nhìn nó nhỏ, bởi vì khi đứng gần con chó như này nhá, là cái máy ảnh ở trên cao nó sẽ bắt người mình trước này, người mình mới là gần hơn này, con chó là nó ở đằng sau, thành ra nhìn con chó nó nhỏ. Chứ nếu mà video mà cứ quay mà cứ để con chó ngồi trước mình ngồi đằng sau như này thì là sẽ nhìn con chó nó thật này. Cho nên là nhìn ở trên nhìn con chó nó béo lắm, ngoài mẹ ôm mẹ thế to. Nhưng mà đấy là nuôi con đực là phải xác định là mẹ về sau nó sẽ ở cỡ tầm như này, chơi gần gũi với nó từ bé, thả ra cho cả nhà chơi. Mà khi mình nuôi những cái con to như này nha, mình ra mình gặp chó người ta không cần biết to như nào, không bao giờ sợ. Tức là mình không e ngại nó một cái gì cả, chỉ là gì mình đề phòng nó với những con tính cách nó cáu cùn thôi, chứ còn mình không mình không có cái gọi là cái run với những con chó to, mình không có sợ. Bởi vì là bọn này nó nhanh, bọn này nó to nhưng nó nhanh. Chứ các cái giống khác có thể là có thể là các giống khác, một số giống nó to nhưng mà nó lại không nhanh bằng. Cho nên là gặp bọn này, đã nuôi bọn này rồi này, chả sợ chó to, nó có phim gì đâu. Đi ngồi yên, ngồi yên chụp hình tí. Ngồi yên chụp hình, yên. Không, cứ ôm mà khỏe mà nó ôm chặt. Viên đi ngồi đấy. Ngồi đấy. Ngồi yên. Yên đấy. Để chụp. Yên. Rồi. Làm người mẫu là phải chịu khó. Không phải chụp cả chó cả người, chỉ chụp mỗi chó. Chủ yếu lấy ảnh chụp cả chó cả người, xa một tí. Để có cả Vin ơi, đang gọi để cho Vin tập trung tí. Vin thi làm gì? Ăn một kiểu như nào? Đấy.
là phi. Phi nuôi chó to nó còn cái lợn con chó nằm mấy cân bế mẹ nhấc phốc phát lên ngay. Chứ còn nếu bình thường ông có thể ông khỏe chứ, nhưng ông không quen đố ông bế được đấy. Thực ra nó nặng lắm, như kiểu ông bê vào xi măng ấy, mẹ năm mấy cân, năm mấy cân chứ, như Vin bây giờ nó phải năm mấy cân chứ. Vin đang không ấy ta lọc gọi cho nó được cái ảnh đẹp đi Vin đấy. Ok chụp đi. Đây là cái nguyên tắc của nó, con chó là nó phải đang để ý cái tai, nó phải hơi kia về đằng trước nó mới là cái khuôn mặt. Còn nếu nó xuôi về đằng sau tức là nó đang khỏn, tai nó đang xuôi về đằng sau này tức là nó đang khỏn này, nó phải kia về đằng trước, nó tập trung với đúng cái khuôn mặt của nó, như kiểu mình chụp hình mình chụp hình chứng minh thư ấy, là mặt của mình nó phải nhìn nghiêm túc chứ, chứ chụp chứng minh thư không ai mà đang cười mà chụp chứng minh thư được kiểu thế. Này, Vin ơi. Đây là nhiệm vụ đấy chứ không phải là chuyện đùa đâu. Ngồi đấy, Vin, Yên. Đứng lên là chứ ôm nó à. Yên ôm chặt vào thoải mái. Vin. Vin. Bác Vin. Ok Vin ơi, Vin. Vin ơi, Vin. Không, tức là gọi nó phải hết sức nhẹ nhàng, mà nếu gọi mạnh là mà nó pin ra thì à. Tức nói chỉ có chủ giữ nó thôi nhưng mà không ai giữ được cả. Tức là chủ là ôm mà chủ ôm nó kéo dài ra, nếu xem mấy cái video là cầm dây nó kéo đâu rê đi đâu đi đấy. Mà chân phủ thế là không ăn thua. Thoải mái, ngã ba đấy là quay thoải mái. Anh em Hải Phòng xa hơn về trước. Vâng, cái đây nhà em thì cũng cách bọn anh khoảng 30 cây thôi nhưng mà cứ bình tĩnh, xe nhà này no gì. Rồi cho em nó về. Với chú mới. Con nào rít đi, hình như con đực nó rít hay sao ấy. Nó thấy con cái đi rồi là còn một mình nó ngồi đấy rít. Cốp thông thoải mái. Em về nhá. Hai anh em về nhá. Sao? Nếu như không có gì thay đổi thì đến tháng 10 đấy. Tháng 10 lại lên. Anh nhấp đèn nhá. Vâng, vâng nhá. Tháng 10 lên nằm đực thì nên nuôi trước, cứ nuôi đực trước. Bởi đực nó trưởng thành muộn hơn. Bắt thêm con cái khác máu. Thôi bố con về nha, anh em về nhá. Đấy, không bóp lên áp bóp đờ nhá. Nó phì ra nó nhập.